Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, liệu có sóng thần trên sân Mỹ Đình? Từ Việt Nam quyết tâm chặn đứng chuỗi trận thất bại của chính mình tại vòng loại 3 World Cup 2022 khi tiếp đối thủ cực mạnh Nhật Bản vào 19 giờ hôm nay 11 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Từ Nhật Bản chỉ được nghĩ đến những điều tốt nhất. Đội Nhật Bản đang không có vị trí xứng tâm sau 4 lượt trận đầu tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khi mới chỉ giành 6 điểm, xếp thứ tư bảng B, thua đội đầu bảng Ả Rập Xê Út tới 6 điểm và thua đội Úc nhì bảng 3 điểm bằng điểm với đội đứng thứ ba là Oman nhưng thua chỉ số phụ. Không còn đường lùi, muốn có vé dự World Cup 2022 hoặc chỉ ít là xuất đá playoff, Nhật Bản phải giành giật từng điểm số, cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ đang đứng trên mình. Mà mong muốn, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu dốc toàn lực đánh bại đội chủ nhà Việt Nam vào tối nay. Dù đem sang Việt Nam lực lượng tốt nhất với rất nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu, nhưng huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn rất thận trọng khi nhấn mạnh rằng Trước trận chúng tôi có vỏn vẹn đúng một buổi tập có đầy đủ quân số vì nhiều cầu thủ vừa di chuyển đến Việt Nam hôm qua. Chúng tôi không có được nhiều sự chuẩn bị về mặt chuyên môn như mong muốn. Nhưng những khó khăn này, đội Nhật Bản cần vượt qua bằng sự tập trung tối đa. Trong đội hình Nhật Bản, có một số cầu thủ từng gặp Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019, trận mà chúng tôi không hề dễ dàng để có được chiến thắng sát nút 1-0. Thời gian vừa qua, tuyển Việt Nam đã có sự phát triển tốt, trở thành đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tôi thấy huấn luyện viên Park Hyung-seo rất quan tâm chăm sóc cầu thủ và điều này là một trong những lý do đem đến sự tiến bộ, trưởng thành rõ rệt của tuyển Việt Nam. Người từng thắng huấn luyện viên Park hai năm trước nhận định rằng, chúng tôi muốn lặp lại kết quả tốt trước Việt Nam, dù biết chơi trên sân khách khó khăn thế nào. Nhật Bản đã có một số trận đấu không được như ý thời gian qua và chúng tôi sẽ không để điều đó tái diễn. Tôi yêu cầu các học trò phải nghĩ đến những điều tốt nhất. Từ Việt Nam phải chắc chiêu từng cơ hội. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu dùng từ khó khăn để nói về trận đấu với Việt Nam. Còn thầy Park thì dùng cụm từ dài hơn, cực kỳ khó khăn. Hơn ai hết, ông hiểu rõ thử thách cực đại mà cá nhân ông và học trò phải đối mặt. Ông Park phân tích tình hình. Dù có hai trận thua trong số 4 trận đầu của vòng loại 3 World Cup 2022, nhưng Nhật Bản vẫn trên cơ Việt Nam. Họ là đội hạt giống, vị trí trên bản bảng xếp hạng FIFA chênh lệch rất nhiều, 28 so với 98. Đúng là Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Nhật Bản tại ASEAN 18, nhưng nó không thể là thước đo chuẩn sức mạnh của hai nền bóng đá, vì đó là chiến thắng của lưới U23. Tuy có nhiều cầu thủ Nhật từng gặp tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019, nhưng tôi vẫn khó đánh giá đầy đủ bước phát triển của bóng đá Nhật Bản. Chỉ biết là họ đang là đội đẳng cấp bậc nhất châu Á, sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Một đội bóng mạnh trận đấu với Nhật Bản sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là khó khăn lớn nhất từ trước đến nay với chúng tôi. Chắc chắn họ tạo ra lối chơi kiểm soát và có tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn chúng ta. cô viên lường trước khó khăn mà thấy Park căn dặn học trò phải chắt chiêu từng cơ hội có được dù là nhỏ nhất. Trong buổi họp nội bộ, ông làm bài toán tâm lý. Chúng ta tôn trọng đối thủ, đề cao họ nhưng nhập cuộc một cách tự tin chứ không run sợ. Khác với các trận trước, trận này Việt Nam có sự cổ vũ của 12.000 khán giả trên sân Mỹ Đình nên chúng ta cũng được tiếp thêm sức mạnh. Olympic Park dự tính để Việt Nam chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 5311, tạo nên thế trận chắc chắn an toàn, sẵn sàng thực thi đường phản công. ông Park đã truyền đạt đến cầu thủ của mình về cách chơi phòng ngự với số đông, ngay cả tiền đạo cao nhất Tiến Linh cũng tập trung hỗ trợ phòng ngự. Toàn bộ hệ thống, tất cả các tuyến phải có sự cố gắng đạt được sự đồng bộ cao, lớp lang, nỗ lực tạo ra thế trận phòng thủ chắc chắn, không cho đối phương nhiều khoảng trống. Chơi phòng ngự số đông nhưng chắc chắn Việt Nam không phòng ngự thụ động. Các cầu thủ không chỉ tập các bài chống tấn công mà còn rèn kỹ năng thực hiện những pha phản công nhanh. Chỉ cần một đường truyền có thể đưa bóng đến cầu thủ đứng cao nhất trên hàng công để gây ra bất ngờ. Nếu như Nhật Bản dốc toàn lực tấn công, lúc đó hàng thủ của họ có thể sơ hở và cơ hội đến với đội chủ nhà. Thầy Park nhận định rằng cơ hội trước đối thủ mạnh như Nhật Bản là rất hiếm nên phải tận dụng triệt để, tận dụng tối đa, chắc chiêu từng tình huống một để có được bàn thắng. Sẽ vô cùng thú vị nếu được chứng kiến sự tái ngộ của Công Phượng và Minamino, hai cầu thủ sinh năm 95, từng bốn lần đối đầu trong quá khứ. Phượng và đồng đội nếu có điểm vào tối nay, chẳng phải là có sóng thần trên sân Mỹ Đình hay sao? Tuyển thủ Việt Nam và Nhật Bản nói gì? Trung về Quế Ngọc Hải, hàng thủ Việt Nam cần chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi sẽ đối đầu với các cầu thủ rất giỏi, trong đó có Minamino, đội bàn mạnh vì không chỉ có mỗi Minamino mà nhiều cầu thủ khác cũng rất hay. Hàng phòng ngự Việt Nam cần chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và sẽ cố gắng hạn chế sức mạnh của đối thủ. Họ kiểm soát bóng rất tốt và gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự. Nhưng chúng ta được thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ của khán giả nhà. Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt để có điểm trong trận đấu tối nay. Hậu vệ Nagatomo, chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác. Tôi từng đối đầu với Việt Nam năm 2019 và biết đối thủ có những ưu điểm gì chắc chắn đây là trận đấu khó khăn bởi Việt Nam hiện tại đã tiến bộ hơn nhiều. Chúng tôi đặc biệt cảnh giác trong trận đấu này. ở vòng trước đội Nhật thắng úc và đây sẽ là đòn bẩy tinh thần giúp chúng tôi tiếp tục có thêm chiến thắng nữa. cá nhân tôi sẽ cố gắng tối đa đem đến thành quả tốt đẹp nhất cho Nhật Bản. tin tiếp theo huấn luyện viên Park ha với Hajime Moriyasu người giữ chắc ghế cải đối diện nguy cơ sa thải. Nếu như huấn luyện viên Park được đảm bảo tương lai ở tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Hajime Moriyasu có thể bị sa thải nếu như không thể giúp Nhật có 3 điểm trước Việt Nam trong màn so tài vào tối nay. Niềm tin về huấn luyện viên Park được củng cố. Một ngày trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra, BFF thông báo huấn luyện viên Park sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Vị huấn luyện viên người Hàn dẫn dắt U23 Việt Nam đến hết sea Games 2021 dự kiến vào tháng 5 năm 2022 trước khi chuyển sang vai trò quản lý đội U23 để từ đó tập trung toàn lực cho nhiệm vụ dẫn dắt tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin huấn luyện viên Park được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa Việt Nam với Nhật Bản diễn ra như sự khẳng định về niềm tin của VFF đối với chiến lược gia người Hàn. Trong suốt 4 năm dẫn dắt các tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park đem đến thành công cho U23 và tuyển Việt Nam từ U23 châu Á, ASEAN, AF Cup đến SEA Games. Việc Việt Nam dự vòng loại cuối cùng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử là sự khẳng định cho năng lực cầm quân của thầy Park với Việt Nam. Trong thời gian qua, ông Park trải qua thời kỳ khó khăn khi Việt Nam thua liên tiếp 5 trận. Nhưng với việc gia hạn hợp đồng thêm một năm, VFF cho thấy niềm tin dành cho thầy Park là không hề suy chuyển. Ông Moriyasu lung lay ghế huấn luyện viên trưởng. Thưa quý vị, trái ngược với tình cảnh an toàn và vững vàng đến từ huấn luyện viên Park, HLV Hajime Moriyasu lại đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào. Hàn thất bại trong 4 trận đá qua của tuyển Nhật Bản tại vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á khiến Nhật Bản đang phải xếp thứ tư trong tổng số 6 đội của bảng B vòng loại. Điều đó vô hình chung khiến Nhật Bản rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 với đội rất mạnh ở cùng bảng là Australia và Saudi Arabia. Thực tế, nếu như Nhật Bản không thắng được Australia lượt thứ tư vừa rồi, huấn luyện viên Hajime Moriyasu có lẽ phải rời chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, nguy cơ bị sa thải còn rất lớn với huấn luyện viên người Nhật. Bởi nếu như không thể đảm bảo mục tiêu thắng cả Việt Nam lẫn Oman trong hai chuyến làm khách tới đây, ông Moriyasu có lẽ phải cay đắng rời cương vị huấn luyện viên trưởng Nhật Bản. Thậm chí, chính Nhật Bản cũng đối diện nguy cơ rất lớn trong việc không thể giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.